Thưa quý vị, sáng nay Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự đại hội lần thứ 13 của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đến dự và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của lực lượng. Phát động lễ ra quân, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các địa phương huy động tối đa lực lượng phương tiện, đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm trên tất cả các lĩnh vực, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ biểu dương, đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong thời gian tới để đảm bảo cho người dân một cuộc sống bình yên, xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một điểm đến thân thiện, an toàn cho khách du lịch. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, xác định đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội Đảng lần thứ 13 cũng như Tết Nguyên đán 2021 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh cần phải kịp thời nắm chắc, phân tích, dự báo sát tình hình để tham mưu đề xuất các giải pháp góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, triển khai các kế hoạch biện pháp đấu tranh làm thất bại các âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đảm bảo an ninh mạng, an ninh kinh tế, chính trị nội bộ. Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh cũng chỉ đạo lực lượng công an phải siết chặt kỷ cương, tạo chuyển biến tích cực về ý thức và tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Sau lễ phát động, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức diễu hành trên một số tuyến đường chính của thành phố Huế, tuyên truyền công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.